Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh dạy chúng ta về một câu chuyện lịch sử. Câu chuyện đó nói về một đám dân gần 3 triệu người đi tới Canaan, vùng đất hứa. Và con đường từ Ai Cập tới Canaan chỉ mất có 11 ngày. Nhưng họ đã phải đi lòng vòng trong đồng vắng 40 năm. Và thế hệ già nua đó đã chết trong đồng vắng bởi 5 tội. Một tội là tư dục xấu. Hai là thờ thần tượng. Ba là tà dâm. Bốn là thử thách Chúa. Năm là lầm bầm. Họ nhìn thấy sự kêu gọi, họ nhìn thấy đất hứa nhưng không vào được. Người chị em trong ban tổ chức đã cho tôi cốc nước để uống khi giảng. Hãy nhìn tôi nhìn này. Khi tôi muốn khát nước, thò tay vào mà không lấy được. Tôi khát nước, đụng vào mà không lấy được. Tôi thèm nước, nhìn thấy nó hoàn toàn trước mặt mình, thò vào mà không lấy được. Vì sao? Có một tấm kính đang ngăn giữa nhu cầu của tôi với điều mà tôi muốn đoạt được nó. Cuộc sống của chúng ta, vô số những con người ước ao và nhìn thấy những điều mà sự thật cần phải đoạt được. Nhưng dường như có một tấm kính đang cản trở giữa họ với điều mà họ muốn đạt được. Cái đích mà họ cần phải chạy tới, cái huân chương vàng mà họ sẽ nhận được, nó luôn luôn chỉ là ước mơ. Có vô số những con người đang mang theo ước mơ của mình xuống mồ. Có ai đã hỏi rằng ở đâu là nơi giàu nhất? Có phải Monaco hay New York? Có phải Hồng Kông hay là Thượng Hải? Người ta trả lời rằng không Thượng Hải, không Hồng Kông, không Tokyo hay là New York, mà nơi giàu nhất là những nghĩa địa. Vì tại nơi đó những con người triệu phú, những nhà bác học, những người phát minh ra những sáng chế đã ôm cái ước mơ của mình chưa một lần nào được hoàn thiện xuống ngấm mồ. Và điều gì khiến cho tấm kính này được giải thoát ở trong Kinh Thánh là một quyển sách cho chúng ta nhìn thấy rất nhiều những tấm kính vô hình mà cần phải loại bỏ ra khỏi đầu của mỗi chúng ta. Một cậu bé nọ chơi cá cảnh đã mua một vài con cá thả vào một bể cá to, nhưng vì bể quá to mà cá thì nhỏ, chưa sinh nở được, nó mới lấy một tấm kính ngăn giữa cái bể cá đó lại. Chú cá, mấy chú cá quen muốn chạy sang bờ sang bên kia, nó lao tới đập đầu vào tấm kính, nó đau quá quay trở lại, lại lao tới quay trở lại. Sau nhiều lần cố gắng vượt ra khỏi bờ bên kia sang bên phần bên kia, bị tấm kính bị đập ngược trở lại. Cá thành thói quen, nó không cần phải đập đầu tấm kính nữa, cứ bơi tới gần đó nó cảm tưởng như nó vẫy cái vây của nó mấy lần là cần phải quay trở lại, không lại bị đập đầu đấy. Và tới khi sinh nở thật đông rồi, cậu chủ đó nhấc tấm kính vô hình ra khỏi bể cá, cả đàn cá đó cũng ngần đấy lần vẫy đuôi, đến gần tới đó lại quay ngược trở lại. Tấm kính vô hình được nhấc khỏi bể cá, nhưng tấm kính mà ở trong tâm trí và thói quen của cá vẫn còn. Ngày hôm nay, nó không phải là tấm kính duy nhất, nhưng nó là một trong hàng trăm tấm kính. Tôi không nói rằng nó là một trong hai tấm kính, bởi vì nó nhiều lắm. Mỗi người có một tấm kính, một loại tấm kính. Và ngày hôm nay tôi liệt kê ra một trong số hàng trăm tấm kính đó. Đó là sự nóng giận. Chủ đề ngày hôm nay, nóng giận hay phạm tội? Chúng ta thường nghe một câu nói của chồng bạn, của mẹ bạn, hoặc vợ bạn, hoặc bố bạn. Khi ngồi giải quyết nan đề, thường có một câu, dường như nó trở thành một câu mà phát ra từ lòng của họ. Câu nói như sau khi nghe người kia nói chuyện: biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Cứ ngồi giải quyết vấn đề gì là lập tức nghe được dăm ba từ, là phát ra ba câu đặc biệt: biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Và sau đó là đứng bật dậy, dập cửa sau lưng và đi. Người còn lại học bài học, ngồi im lặng, đợi thời cơ. Giặc mạnh ta lui, giặc lui ta tiến, giặc tiến ta lùi, giặc lùi ta tiến. Giường ngủ, bắt đầu lại vác chuyện ra nói. Ông kia lại nghe xong lại: biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
Và cứ như vậy, hai con người chiến đấu với nhau cả cuộc đời của mình. Căm giận và phạm tội, nó có ranh giới ở chỗ nào? Sách Gia-cơ đoạn 1 câu 19-21. Đây là thuốc chữa cho câu nói biết rồi khổ lắm nói mãi. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó. Người nào cũng phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Nhìn vào tôi đây này, chúng ta cùng nhau thành thực nhá. Sự nóng giận không phải là chỉ dành cho một đối tượng nào đâu. Ai cũng có tính nóng giận. Đồng ý với tôi không nào? Có kẻ khi nóng giận chửi thẳng vào mặt người ta, còn có kẻ đó chửi vào mặt người ta nhưng ảnh của họ thôi. Họ vác ảnh của người đó về nhà dán trên tường, đóng cửa lại chửi. Và thậm chí lấy phi lao đâm vào mặt nó. Cho mà chết, cho mà chết. Phụ thuộc vào tính nhát của bạn, yếu của bạn hay là kẻ mạnh. Bởi vậy cho nên bài giảng này hay là đề tài này dành cho cả tôi và cho cả bạn nữa. Nó được xây dựng trên lời của Đức Chúa Trời. Bởi vậy cho nên chúng ta hãy cùng nhau nghe lời của Chúa để tránh được vô số những cái tai nạn mà không đáng xảy ra trong gia đình của bạn, trong mối quan hệ của vợ chồng và con cái của bạn nữa. Amen. Hỡi anh em yêu dấu, đây là lời viết cho những người yêu dấu nhá, chứ không phải cho kẻ thù nhá. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó. Người nào, chứ không phải chỉ một vài người đặc biệt. Người nào, chứ không phải chỉ là đàn ông. Người nào, không phải chỉ là đàn bà. Người nào cũng phải mau nghe. Khi bạn mau nghe thì câu nói biết rồi không còn nữa. Chưa chắc biết rồi đâu. Nếu biết rồi thì đã không làm cái đó. Biết rồi khổ lắm nói mãi, mau nghe thì bạn sẽ hiểu được bạn biết đến mức độ nào. Chậm nói thì bạn sẽ đỡ khổ. Khổ lắm hãy từ từ chậm lại một chút, để cho bạn không bị vạ miệng hay là nan đề bốc lửa. Chậm dần sẽ giúp cho người ta không nói lắm nữa. Có nhiều người phụ nữ họ nói nhiều bởi vì họ biết rằng ông chồng chưa nghe đủ và chưa hiểu gì hết. Thế ra họ cứ nói. Nói cho tới khi nào thủng thì thôi. Mà họ đâu biết rằng nói bao nhiêu nó cũng không thủng. Bởi vì động cơ nói đã sai rồi, cho nên người kia đã mang lá chắn chắn lại rồi. Và bên này cứ bắn mũi tên, bên kia có hàng rào, có lá chắn, mà lá chắn của đội quân Tây Sơn đó là nó làm bằng gỗ và lại đắp đất sét ở ngoài cùng với rơm rác nữa. Thế ra mũi tên của giặc nhà Thanh bắn bằng tên lửa đều bị dập tắt hết, tắt ngấm hết. Vậy cho nên cuộc chiến dường như không bao giờ ngừng tiếng súng. Hãy quay sang người lân cận nói rằng nghe có vẻ quen quen. Ok. Mau nghe, chậm nói, chậm giận. Đây là nguyên tắc thứ tự của Thánh Kinh. Mà chúng ta thường làm ngược lại. Chúng ta thường giận trước, giận nhanh lắm, nói thì rất là nhiều, rồi sau đó mới mau nghe. Khi mà tai nạn xảy ra rồi đấy, không có gì cứ vớt vát, hối hận mới ngồi mau nghe người ta. Mà Chúa lại nói ngược lại. Đầu tiên phải mau nghe, chậm nói để cho người ta nói, và chậm dần từ từ ghim mình xuống. Tí nữa chúng ta sẽ được nghe rõ về giận là thế nào. Vì cơn giận của con người không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Ở đây cho chúng ta nhìn thấy cơn giận của con người. Như vậy có hai loại giận. Một loại cơn giận của con người, hai là cơn giận của Đức Chúa Trời. Tôi không phản bác Đức Chúa Trời không có cơn giận. Chúa Giê-xu giận khi thấy đền thờ của cha Ngài họ biến trở thành phường đi điểm trộm cắp buôn bán ở đây đó. Và Ngài lật đổ các bàn, không mắng nhiếc con người tại nơi đó. Ngài đụng vào công việc làm bẩn thỉu đó. Cơn giận nó không phải lúc nào cũng tồi. Amen. Ai là người mà có cơn giận ở trong tay, giơ tay tôi xem là cứ thành thật. Thành thật, ok. Nếu mà nói tôi không nóng giận và không giận thì cái đó là kẻ nói dối. Bởi vì sao? Chúa tạo dựng ra chúng ta có cái cảm xúc vui buồn, giận. Cái giận đó đó, một phần giúp cho tôi và bạn biết được
khi người ta sỉ nhục bạn, cái giận ở trong lòng của bạn nó giúp cho lòng tự trọng của bạn biết làm việc, để khi mà bạn thiếu tiền không thò tay vào túi người khác ăn cắp, để khi bạn đói bụng không ăn vùng, để bạn không phạm tội ngoại tình, trung thủy với vợ của mình khi nhu cầu quá cần. Sự giận ở trong lòng của bạn giúp cho lòng tự trọng của bạn biết ranh giới, chỗ nào là sự vô liêm sỉ, chỗ nào là giá trị của một con người khác với một con vật. Mọi người hiểu điều tôi đang nói không? Chúa Giêsu, Ngài lật đổ bàn thờ, Ngài lật đổ tất cả những cái mà người ta bán bạc như vậy. Nhưng hãy nhớ, cơn giận của bạn nó cần phải được cân bằng và được kiểm soát bởi một luật, hay là gọi là trái của Đức Thánh Linh, đó là sự tiết độ. Không thể mà lửa của chúng ta cháy một cách thoải mái được. Amen. Amen anh chị em. Luật tiết độ mà trong trái của Thánh Linh, nó chính là một phép gọi là luật nhân từ ở trong miệng nàng. Nếu không có luật đó, chúng ta sẽ sống với nhau bởi luật rừng. Câu Kinh Thánh tiếp theo để cho chúng ta nhìn thấy, không phải sách Gia Cơ. Châm ngôn đoạn 31. Ok, đây là nói về người vợ tài đức. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi của nàng. Mọi người thấy không? Đang nói về người vợ tài đức. Nàng mở miệng, và nàng cũng có thể đóng miệng khi những lời mà không khôn ngoan. Bạn có cái ví, ví nó không phải nó há miệng liên tục, cứ có tiền là nó bay ra. Nó biết đóng ví lại và nó biết mở ví lúc cần. Bạn đã bao giờ nghe thấy ví nói chuyện chưa? Nhắc lại này, bạn đã bao giờ nghe thấy ví tiền của bạn nói chuyện chưa? Chưa à? Nó bao nhiêu lắm. Bạn thử mà xem. Kết thúc buổi nhóm này, bạn đi ra ngoài chợ Vòm, bạn đi ra ngoài chợ Đầu Xuân, bạn nói chuyện với ví đi. Bạn thấy mọi người đang chuẩn bị ăn xin, bạn rút ví ra. Nếu mà cho một đồng euro là ví không nói chuyện đâu nhá. Bạn cho khoảng cỡ khoảng từ 50 trở lên là ví nói chuyện đấy. Nếu trong túi của bạn có 70 và bạn cho người khác hay làm một gì đó tốt cho người khác 50 là ví nói chuyện đấy. Bạn mở ví ra cái nó đừng chết đói. Mai ăn gì, mai ăn gì. Hoặc là nói cách khác, trang bị khôn nữa, bảo hãy khôn ngoan, hãy cẩn thận. Dạ. Bởi vậy cho nên chúng ta sẽ có nghe vô số những lời nói kiểu này kiểu kia, bạn cần phải lựa chọn. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, có nghĩa là con người này đã làm chủ được bản thân của mình, biết mở miệng lúc cần và biết đóng miệng khi không cần thiết. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, luật nhân từ ở nơi lưỡi của nàng. Chúng ta sống với nhau luật nhân từ. Amen. Amen anh chị em. Đừng phê phán người khác khi người ta phạm tội. Xin Chúa giúp cho chúng ta đừng bao giờ có tinh thần phê phán người khác. Tội đúng là tội, nhưng con người đó giá trị y nguyên trước mặt Chúa như trước khi anh ta phạm tội nữa cả. Mọi người hiểu không? Chúa vẫn chết, Chúa vẫn thương, Chúa vẫn khóc cho con người đó. Thế ra chúng ta cần phải hiểu được tội với người phạm tội, bệnh với người đang mắc bệnh, để không lẫn lộn vi trùng với bệnh nhân. Amen. Amen. Hallelujah. Phép tắc nhân từ, đó là điều quan trọng. Đừng theo phép tắc luật rừng. Và nó chính là điều kiểm soát được sự căm giận của bạn. Tiếp theo, Ê-phê-sô đoạn 4. Bắt đầu bài giảng đang đi vào chiều quan trọng bây giờ này. Ê-phê-sô đoạn 4, câu phía trên, câu 26. Câu 26, câu 27. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Hãy cùng đồng thanh với tôi đọc câu này nào. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Từ đừng cho ma quỷ nhân dịp này, từ nhân dịp này là xây đồn lũy.
đừng cho ma quỷ xây đồn lũy trong tâm trí của bạn. Đừng cho nó có quyền và điều kiện lọt vào để xây viên gạch đầu tiên trong tâm trí của bạn. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho tới khi mặt trời lặn. Đừng cho ma quỷ nhân dịp, hay đừng cho ma quỷ xây đồn lũy trong đầu của mình. Giận nhưng đừng phạm tội. Những câu tiếp theo nào, câu 29 trở đi, ở đây cho ta nhìn thấy cơn giận khi nó ra hành động và lời nói thì nó là phạm tội. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hay nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích cho kẻ nghe đến. Đây là phép tắc nhân từ ở nơi miệng làng này. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em sự cay đắng, buồn giận, tức mình kêu rên mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Nhìn thấy không? Sự cay đắng là khởi đầu của buồn giận. Buồn giận tới tức mình. Tức mình sẽ kêu rên. Từ kêu rên đó nâng cấp hơn mắng nhiếc người khác. Rồi xuất hiện nhiều việc hung ác khác nữa. Và chính những hành động lời nói này làm cho đấng ở trong lòng chúng ta buồn. Bạn thử tưởng tượng xem, sau khi chửi mắng vợ xong hay là rủa xả chồng xong, thường có ai đó cầu nguyện ngay được không ạ? Có ai đó quỳ gối bà không nói ôi cha ơi? Không, bạn phải mất đến một vài ngày chui đầu vào gối đau khổ dằn vặt. Hãy ở với nhau cách nhân từ đầy lòng thương xót. Đấy là luật phép nhân từ này. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ vậy. Quay trở lại câu 26-27, đặc biệt câu 26. Khi đương căm giận chớ phạm tội. Giận dữ, hãy lắng nghe tôi nói. Giận dữ thường là cảm xúc của một người đã bị tổn thương trong quá khứ, bị ai đó đã làm cho mình bị tổn thương, và bây giờ anh ta đã sử dụng cái vũ khí mà người ta làm tổn thương mình để tấn công lại những kẻ mà có nguy cơ làm cho anh ta thương tổn lại. Và thường là những người hay nóng tính, giận dỗi là những người đang che giấu cái vết thương đau ở bên trong này. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Câu chuyện mà tôi đã được xem của Nhất Linh nói về một tòa án mà con dâu bị vu khống hay là bị mắc tội giết chồng của mình, mà người tố cáo chính là mẹ bà mẹ chồng. Khi tòa án công bố tử hình thì cho người nữ đó, cô con dâu đó, lời nói cuối cùng. Cô không quay tới quan án, cô chỉ nhìn vào phía mẹ chồng của mình và nói rằng: mẹ ơi, mẹ đã từng bị hành hạ bởi mẹ chồng của mẹ, tại sao mẹ lại hành hạ con như vậy? Chúng ta thực sự là những người đồng cảnh mà mẹ. Đáng lẽ ra mẹ đã từng chịu như vậy, mẹ phải thông cảm với con dâu của mẹ chứ, mà tại sao mẹ lại đổ xuống cho con? Nếu như con có con trai, chả nhẽ con lại tiếp tục điều mà mẹ làm cho con sao? Tại sao chúng ta không chấm dứt những điều đau khổ đó ở trong thế hệ này? Và kịch đó hạ màn ở câu nói cuối cùng đó. Bộ phim vừa rồi ở TV có chiếu về Tiếng Chim Hót Cho Bụi Mận Gai, đã kể lại câu chuyện của cô con gái đã ăn nằm với người linh mục, sau này là hồng y giáo chủ, và đẻ ra một đứa con trai năm gần 20 tuổi, nó bị chết chìm khi cứu hai cô gái khác. Đoạn cuối cùng, hai mẹ con, người mẹ và người phụ nữ phạm tội tà dâm đó, khi con chết, hai mẹ con ôm nhau và nói rằng, bởi vì cô này ghét cô con gái lắm, em trai nó bị chết, nhưng bà này ghét cô con gái bởi vì nó là đến từ chồng, còn cậu con trai là đến từ vị linh mục mà cô ta yêu từ nhỏ đó. Thấy ra cô ta luôn luôn bênh vực cậu con trai, còn cô con gái này nói ra câu gì là bị choa ngay. Thấy ra cô con gái rất ghét mẹ nó. Và khi cậu con trai kia chết và ông hồng y giáo chủ cũng chết, là bố của cậu kia, đều phải trả giá chết, cô này đang trong tình trạng rất là thất vọng. Thì hai mẹ con ôm nhau và người mẹ nói với con gái rằng: mẹ ơi, con ơi, mẹ xin lỗi con,
câu này đáng lẽ ra mẹ phải nói trước đây mấy chục năm trước cơ, nhưng mẹ không thể nói được. Mẹ đã đối xử với con vì con là đứa con ngoại tình của mẹ. Con là đứa con của chồng mẹ. Còn thằng con trai, em con đó, là đứa con ngoại tình. Mẹ đã yêu em trai con và ghét con. Bây giờ con hãy tha thứ cho mẹ và đừng đối xử với con gái của con như vậy nữa. Có nghĩa là mối thù hận đó, sự tức giận đó đừng truyền xuống tiếp tục nữa. Mọi người hiểu không? Thế ra những sự căm tức của một ai đó trên ai đó, sự thật lại đến bởi vết thương đau từ trong lòng con người đó, từ tuổi thơ mà chưa được giải quyết nội tâm thương tổn. Cho nên nó biết mỗi cái loại vũ khí đó từ nhỏ thôi. Nó được mượn tạm vũ khí mà người ta đã vô tình trao cho nó từ nhỏ. Và bây giờ nó cũng cầm vũ khí đó để tự bảo vệ nó bằng cách sử dụng như người ta đã sử dụng với nó chém người khác. Và bạn ơi, nếu bạn hiểu được điều đó, hãy thật thông cảm với những người bị mắc điểm yếu đó. Bạn mắc điểm yếu khác, họ mắc điểm yếu yếu đó. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không? Amen anh chị em. Hallelujah. Sự nóng giận đôi khi là một cuộc chiến từ trong lòng của bạn với một thói hư tật xấu nào đó của bạn mà bạn không thắng được. Và bây giờ bạn lại nhìn thấy một người lân cận có cái tội y chang như bạn. Bạn mới dồn sự căm tức đó vào đối tượng đó. Nhưng sự thật, bạn đang chiến đấu với cái lỗi đó trong lòng của bạn. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, chúng ta đừng để bị nhầm nữa. Nếu thương tổn từ tuổi thơ, hãy tới gặp Chúa để Chúa chữa lành cho. Ngài không dập tắt khi ngọn đèn đang le lói, không cắt đứt cây sậy đã bị dập. Ngài dịt lại vết thương của những kẻ vỡ lòng. Nếu như bạn có những điều gì bên trong lòng đang trận chiến từ bên trong, hãy chiến đấu nhờ sức Chúa để chiến thắng. Chúa sức giàu để nó bạn bẻ gãy gông cụ. Khi bạn được tự do bên trong, bạn đã có sự bình an. Sự bình an bên trong lòng của bạn sẽ không có trận chiến với vợ của bạn nữa. Amen. Cho nên có rất nhiều người vợ làm chứng rằng từ khi chồng tin Chúa, không còn vũ phu nữa. Từ khi vợ tin Chúa, vợ tôi hiền hẳn đi. Chỉ đơn giản, trận chiến từ bên trong đã được giải quyết. Amen. 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 Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Có những đứa 30-40 tuổi làm cha rồi mà vẫn sống trong những cái hứng thú của trẻ con. Bởi vì tuổi 12-13 không có cái đó. Cho nên bây giờ là đến lúc mà nó bắt đầu muốn chơi lại cái gì mà ngày xưa không được chơi. Cái đó cũng là một sự thương tổn mà chúng ta cần phải hiểu được, thông cảm. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Có 3 điều từ câu Kinh Thánh này mà chúng ta cần cẩn thận. Khi anh em đương giận thì đừng có phạm tội. Điều thứ nhất, khi bạn đương giận và nếu như bạn nói ra miệng trên người khác mà bạn nói hay là bạn ghét anh em mình thì người đó phạm tội giết người. Sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 22. Khi bạn đương giận mà lời Chúa nói rằng ta phán cho các ngươi hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Thấy chưa? Bạn mà giận một cái gì đó mà quay sang ghét anh em mình thì cái đó là bạn phạm tội. Bạn đang giận một việc làm sai của anh Cẩn mà quay sang ghét ông Cẩn thì bạn phạm tội. Mọi người hiểu không? Bạn có thể đến gặp ông Cẩn làm việc rõ ràng cái việc sai đó. Nếu không thay đổi thì bạn có thể không để cho anh ấy làm việc đó nữa. Nhưng mà bạn không thể mà cứ để cho anh ta làm tiếp cái sai và trong lòng của bạn lại ghét ông ta. Cái đó không đúng. Và Chúa nói rằng nếu ai mà ghét anh em mình thì đáng bị tòa xử đoán. Nếu ai ghét anh em mình đã là phạm tội giết người rồi. Tiếp theo, khi giận mà lại ghét anh em mình là phạm tội. Khi giận mà lại sỉ nhục anh em mình, đó là phạm tội. Chúa nói tiếp, ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Kinh chưa? Cái này mức độ còn kinh hơn phía trên cơ. Phía trên kia là tòa án còn xử đoán. Còn phía dưới mà nếu ai nói rằng đồ thần kinh, đồ ngu,
Tôi có lợn. Thế mà chúng ta hay rủa con mình như vậy đó. Sao mình ngu như bò thế này? Chúng ta có lần nào mắng người khác là đồ ngu như bò không? Trong Facebook có một người anh em đăng một tấm hình, có một con bò nó đứng bò sữa. Nó nói rằng chúng nó chửi tớ là ngu mà lại đòi uống sữa tớ để thông minh. Con bò nó nói rằng chúng nó bảo tớ là ngu thế mà đòi uống sữa tớ để thông minh. Ai mắng anh em mình là đồ điên, đồ thần kinh, đồ ngu thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Bạn thấy kinh chưa? Như vậy tốt nhất là sự nóng giận của mình cần phải được kiểm soát. Cần phải được kiểm soát. Tất nhiên nóng giận nó có điều thánh của nó, nó giúp cho bạn. Nhưng hãy cẩn thận, khi nó giúp được bạn thì nó còn thánh, nhưng khi nó làm hại người khác thì nó là phạm tội. Bởi vậy cho nên có luật tiết độ để kiểm soát được cảm xúc của chúng ta. Chúng ta thường chạy thái cực, nóng quá, và khi được giải cứu khỏi nóng quá thì mình lại chiều quá. Cũng dở đấy. Từ thái cực này chạy sang thái cực kia, chiều quá rồi nó lại hư quá, rồi lại nóng quá. Cứ chạy từ yêu nhau lắm thì lại cắn nhau đâu. Và bạn cần phải chỉnh tay lái của bạn giữa đường. Amen. Giữa đường. Khi mà họ sai, hãy kiểm soát cảm xúc của mình. Khi mà họ quá tốt, họ quá thành công, cũng kiểm soát để bạn không thỏa hiệp. Bởi vậy cho nên hai điều đầu tiên: đừng có ghét anh em mình khi giận, và đừng có sỉ nhục anh em mình. Amen. Điều thứ ba, quay trở lại câu Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 4 câu 26. Lời Chúa nói rằng chớ căm giận cho tới khi mặt trời lặn. Từ chớ phạm tội với từ chớ căm giận cho tới khi mặt trời lặn đều có một sức mạnh như nhau. Nếu như câu trên nói rằng khi đương căm giận chớ phạm tội, thì câu sau chớ căm giận lâu, đừng để bụng lâu, nó cũng có một tác hại tương đương với giận mà phạm tội ở trên. Mọi người hiểu không? Bạn đã bao giờ nghe thấy vợ bạn nói khi mà vừa nói chuyện cái không? Chú anh nhớ không? 18 năm, 3 tháng, 4 ngày, 2 giờ trước ông đã chửi tôi câu này, ông nhớ chưa? Hồi đó mới đẻ thằng con, mới đẻ đứa con thứ tư là con gái. Vào cầm bó hoa, nghe tưởng là con trai vào, nghe thấy con gái vứt vẹt bó hoa là đi về. Và nói câu, đẻ mà không biết đẻ. Và bà ấy nhớ 18 năm. Giận lâu, nguy hiểm lắm. Hebrew, cả hai phần này đều để cho ma quỷ nhân dịp. Giận mà phạm tội, giận mà xỉ vả anh em mình, giận mà ghét anh em mình, với giận lâu đều để cho ma quỷ có cơ hội xây lô cốt. Vùng Củ Chi là vùng địa đạo cách mạng, và ở đó các du kích quân đã đào hầm theo kiểu Mao Trạch Đông ngày xưa đánh quân Nhật vậy. Hệ thống đào, ai đã từng đến Củ Chi, tôi chưa được đến Củ Chi, nhưng mà chui vào chỉ vừa người, ông Mỹ chui vào cái chỉ đến đây thôi, còn bụng nó hở bên trên vì không lọt vào được vì bụng to. Hay ra là chỉ vừa người, và ở dưới đó không biết vùng lên chỗ nào, khắp chỗ nào cũng thấy du kích quân. Và ma quỷ xây dựng lô cốt, xây dựng đồn lũy cũng kiểu y chang như vậy. Nếu như chúng ta giận mà lại ghét anh em mình, nếu giận mà xỉ vả vợ và chồng của mình, hoặc nếu giận lâu thì ma quỷ đều có cách để xây dựng đồn lũy. Hebrew đoạn 12 câu 14 câu 15 quan trọng này: khá coi chừng kẻo có kẻ chật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo dễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. Đây là gọi dễ đắng. Anh chị em nhắc lại cùng tôi từ dễ đắng. Dễ đắng á, nó không lập tức có đâu. Đầu tiên là hạt mầm, có ai đó vô tình gieo xuống, nó nằm trong đất mấy tuần liền. Có những hạt mầm nằm mấy tháng liền để mùa xuân hạt lúa mạch mới bật mầm. Khi bật mầm xong rồi chưa có rễ nhá.
giá bật mầm nhưng rễ không bám sâu được. Thật ra nó rất tốt để cho ăn phở. Giá mà nhiều rễ quá không ai ăn phở nữa. Và đây nói về rễ đắng, là khi một lời không lành, lời dữ từ chồng vào vợ hay là lời rủa xả gieo vào lòng của tôi và bạn. Hãy cẩn thận những lời đó nó gieo vào lòng bạn. Và nếu như bạn giận vì những lời đó, bạn giữ cái hạt giống đó, nó sẽ nảy mầm theo thời gian. Có thể theo lời Chúa nói rằng là cứ quá một ngày là nảy mầm. Cho nên là đừng giận cho tới khi mặt trời lặn. Amen. Và bắt đầu đến đêm là bắt đầu dễ xuất hiện. Thật ra là trong ngày hãy cố gắng xin Chúa cho giải quyết được. Đặc biệt với vợ và chồng, đừng qua đêm. Amen. Ai đã từng vợ chồng giận nhau qua đêm, giơ tay tôi xem nào. Hay là chỉ có một mình tôi? Tôi nhớ cái ngày cưới vợ đưa sang Nga, vợ chồng tôi giận nhau. Tôi quay lưng vào bức tường. Vợ tôi quay lưng ra ngoài cửa và đều nằm như vậy. Mọi người biết, tôi bắt đầu... Nhưng mà đầu nghĩ và mắt mở nhìn tường. Cứ ngáy đều cho nàng biết rằng là anh chả sợ đâu, cứ ngủ đấy làm gì được đâu. Ngáy đều đều ra đấy. Còn nàng bên kia thì người Đức mà. Phụ nữ mà, chẳng chọc này, chẳng chọc băn khoăn giấc, chẳng thành canh bốn canh năm vừa chợp mắt. Ông Hùng bỗng nhiên hiện hồn quánh. Tôi nằm như vậy và ngáy trở vào khò khò. Nhưng mà mắt nhìn tường suy nghĩ, ước ao gì Chúa ơi, hãy cảm động lòng vợ con. Chỉ cần nàng thò tay động vào vai một cái nhẹ thôi ấy, hoặc là một cái béo nhẹ thôi đấy, là con quay ra ôm vợ ngay lập tức vào bao nhiêu tội trái ấy. Nhưng mà nàng đâu có đụng đậy, cứ đụng đậy bên ngoài thôi. Chứ tại sao không đụng vào tôi? Và cứ thế 2-3 giờ sáng cứ chằn chọc, từ 11 giờ đêm cứ chằn chọc như vậy. Mà đâu có ngủ được. Cứ nằm như vậy, ngáy đều. Cũng thỉnh thoảng duỗi chân vì nó mỏi mà. Để cho nó đỡ mệt, đỡ mỏi như vậy. Có nhiều khi tôi nhìn thấy vợ nhìn tôi như vậy xem là ngủ thật hay không. Nhưng mà mình cứ bình thường vì là mình đã nhiều năm trường mỏ quen rồi. Quen đóng kịch rồi. Và cuối cùng nhiều lần chúng tôi không chịu nổi, bật dậy ngồi giải quyết. Giải quyết xong, sau khi giải quyết xong, thắp nến uống chè với nhau đó, tôi thức đến sáng, yêu thương nhau. Và sau này chúng tôi phát hiện ra một điều, cô ấy cũng có tâm trạng y chang. Cô cũng quay ra nhìn ra ngoài cửa và ước ao gì anh ấy chỉ cần sờ vào vai mình một chút thôi là mình tha thứ cho anh ấy từ sáng thế cho tới khải huyền. Hai vợ chồng mất 3 tiếng đồng hồ quay lưng xem vô tuyến, nhìn vào tường không có hình gì mà cứ tưởng tượng ra đủ các thứ hình. Còn cô nhìn vào cái cửa ra vào mắc đầy quần áo cũng tưởng tượng ra bộ phim anh ấy sờ vào mình, chịu khổ 3 tiếng. Tại sao khổ như vậy? Và cuối cùng chúng tôi đưa ra một cái quyết luận câu kinh thánh này: chúng ta không thể lên giường ngủ mà không giải quyết nan đề. 14 năm rồi nó phải được giải quyết, không thể nằm ngủ mà cứ quay lưng vào tường như vậy nữa. Amen. Nhưng mà có một người khác nói rằng mục sư là tình trạng là binh nhì, còn vợ tôi là giải quyết nan đề kiểu sĩ quan cơ, không nằm giường đâu, ôm chăn đi ra phòng khách. Vợ mục sư còn chặt chọc bên cạnh để mà mục sư dễ lừa cô ấy, chứ như là vợ tôi nó biến luôn, nó ôm con nó ngủ khi luôn. Cái khổ tôi. Anh chị em ơi, sớm muộn gì cả hai đều khổ. Amen. Thì chúng ta cùng nhau thay đổi 3 điều mà khiến cho cơn giận phạm tội. Mọi người nhớ rồi đúng không? 1, khi giận đừng ghét anh em mình, hay giận việc làm đó mà giải quyết, chứ đừng ghét giá trị con người. 2, đừng sỉ nhục người khác khi họ làm sai. Đừng vì một cái việc, mọi người hiểu không? Nếu như tôi mà bây giờ mà học đánh đàn nhá, thì Thủy Tiên có dạy 20 năm nữa đó, thì cái nốt gờ, nốt gì đó cái tôi còn không biết nó là cái nốt nhạc tên nó là gì nữa cả. Đồ xe ma si phó phó phó. Vì tôi không có khả năng về âm nhạc. Và một lần Thủy Tiên nói như vậy về ngoại ngữ và âm nhạc cho bạn nào. Nào, ra đây làm toán với anh nào, ra đây làm toán đi. Và học toán đó, thì tôi thấy sao cô ngờ ngạch như vậy. Nhưng mà âm nhạc thì tôi quá ngờ ngạch. Như vậy có nghĩa là chúng ta cần phải thông cảm với những người khác.
Amen. Cái anh chân á thì anh quá là cộc cạch nhưng mà lại rất là chắc và cục mịch để mà đi được, đứng được cả mấy tiếng đồng hồ trong ngày. Còn anh tay đấy, anh ấy mềm, anh yếu hơn anh chân, nhưng mà để khâu vá và làm nhiều thứ khác nhau. Thế cho mỗi một chi thể không thể chỉ trích cái yếu của chi thể khác được, mà bạn cần phải tôn trọng điểm mạnh của chi thể khác mà tôn trọng nó. Amen. Và điều thứ ba, khi giận đừng để bụng lâu. Khi giận đừng để bụng lâu, bất cứ cái gì để lâu. Có nhiều cái bạn thích, ví dụ mắm tôm chẳng hạn, hay là dưa muối chẳng hạn, hay là nước mắm chẳng hạn, bạn thích. Nhưng mà riêng mối quan hệ để lâu là thành ra thối. Thành ra bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy về nhà xin Chúa cho bạn phát hiện ra hũ tương thối của bạn nằm ở chỗ nào. Mở nắp và vét hết, rửa sạch, để cho cái bình đó trở thành bình đựng dầu thay vào tương thối. Amen. Amen anh chị em. Nào cùng nhau đứng dậy nào. Căm giận chớ phạm tội. Hãy đến với Chúa cầu nguyện cho chính bản thân của mình. Tôi biết hết thảy chúng ta đều phạm những điều này, vì lời Chúa đã khẳng định rằng không một ai là không phạm vào lời nói. Chỉ có Chúa Giêsu đấng duy nhất không hề phạm một lời nào. Từ miệng Ngài không một lời giả dối, không một lời ác nào. Còn tôi và bạn đều là những kẻ đã từng căm tức, đã từng giận, đã từng phạm tội. Và chúng ta không thể biến nó trở thành một điều gì đó để ngụy biện được. Bạn chỉ có thể giải phóng nó khi nhận rõ chân tướng của nó là tội và ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời. Và Chúa Ngài sẽ giúp bạn tẩy sạch và giúp cho bạn được thay đổi. Cha ơi, chúng con biết lời của Chúa. Trong châm ngôn nói rất nhiều lời về sự căm giận dẫn tới phạm tội. Chúng con không ngụy biện hay tha thứ tội ác của chúng con trong môi miệng này, để chúng con trong lúc giận không phạm tội. Cơn giận có lợi cho bản thân chúng con để suy xét mình, để chúng con tự nghiêm khắc với chính mình khi chúng con muốn dậy sớm mà không dậy được. Chúng con giận với mình. Xin Chúa giúp chúng con dậy đúng giờ để có kỷ luật. Chúng con sống vô tổ chức, bừa bộn trong nhà cửa. Chúng con thật xấu hổ những điều như vậy. Cái đó, cơn giận đó hay dành cho chính chúng con, tính cách của mình, để chúng con xử với nó thật nghiêm khắc. Như Phao-lô nói, tôi xử với tôi thật nghiêm khắc để tôi được cứu và những kẻ nghe tôi cũng được cứu. Cơn giận dành cho đối tượng đó. Còn ngoài ra Chúa ơi, khi nói một lời nào với một anh em con, hãy giúp cho chúng con nói lời lành để giúp ơn nâng đỡ họ. Không một lời dữ nào ra miệng chúng con. Chúng con đang cơn giận sẽ không phạm tội, không hạ thấp uy tín, không hạ thấp danh dự, không hạ thấp giá trị và không sỉ nhục bất kỳ một ai. Trạng thái tâm lòng của chúng con, yêu thương là sự nhịn nhục nhân từ. Hãy cho phép tắc nhân từ ở miệng lưỡi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Hãy giúp cho mỗi chúng con giải quyết sự giận hờn sớm, không để lâu mà dễ đắng đâm vào lòng chúng con ra rễ, ra cây đắng, ra lá đắng, ra hoa đắng, ra quả đắng. Quả đắng rơi xuống thành một vườn cây đắng khác và linh hồn chúng con bị hủy diệt. Hãy tha thứ tội ác của chúng con. Chúng con không muốn lửa địa ngục hành hạ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Hãy giơ cao tay của mình lên để cảm ơn Chúa nào. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.